để nghiên cứu trứng cút. Một hộp nhiều ba trứng là em hả? Cái dưa leo muối này thế nào? Sáng sớm 5 giờ. Cuộc đời là giấc mộng đêm. Đôi khi cảm giác cô đang chuẩn bị cơm cho mấy đứa nhỏ nè bà con. Bữa nay cô nằm cho ăn cái gì đây? Trứng, dưa leo muối. Cuộc đời là giấc mộng say. Đôi khi mong ước giữa ban ngày. Còn lại trứng bữa nay lên bắt dễ sợ. Trứng này trứng nhỏ nằm mà 30 ngàn. Còn chuyên lớn bữa họ mua đó là 32 ngàn. Mắc quá chắc cho ăn xúc xích lại quá. Chưa hợp tan nhân duyên mà thân mãn cũng phải tàn, phải làm 5 từ biển ra đi trên đường vắng, sợ mất công một mình ôm trọn nghiệp xưa nay. Vậy cũng có lý, trong khoảng coi cổ gà phải 5 ký hả, mấy ký trước làm không nhớ. Mình thấy củ gà ngon thì ngon này, nhưng mà nó cuộc có thịt thà là giấc mộng đêm xương không à. Đôi khi cảm giác cô em đi cơm thì ngon này. Còn lại lo âu và tính toán hiện tại tương lai có những gì. Ông nếu cho củ gà cho xúc xích của bộ cuộc đời là giấc mộng say. Đôi khi mong ước giữa ban ngày còn lại lúc lá thiệt hơn được mất với mọi. Phải làm gia vị đủ thứ xong hết rồi hả? Sao đi về bển không Misa? Con thiêu thân lao tìm tới ánh đèn rồi tan nát nhận ra cơm với mấy món này nè. Túi xuân tàn đừng ngắm cảnh đồng. Nếu mà trứng lên mắt quá là cho ăn xúc xích tạm, chừng nào trứng nó xuống rồi hả để trứng lại. Từ biển ra đi mấy đứa nhỏ nó cũng khoái xúc xích luôn. Một mình ôm trọn nghiệp xưa nay. Từ biển để nghiên cứu trứng cút hợp nhiều ba trứng à em hả? Cái dưa leo muối này thế nào? Cách nước ra là hết đi. Một hết rồi. Sao mà làm á, thí dụ mấy ngày mà nó thấm rồi á, mình chắc nước bỏ. Để lâu quá cái dưa leo nó mềm. Có giữ lại để làm không? Mà 4 giờ sáng thức dậy làm rồi đó. À, mua gạo, mua trứng, đi lấy rau cải là hậu qua. À, 3-4 giờ
giấc mộng đêm. Đôi khi cảm giác cô êm đềm, còn lại lo âu và tính toán. Hiện tại tương lai có những gì? Cuộc đời là giấc mộng say, đôi khi mong ước giữa ban ngày, còn lại thương theo cùng ý thức, thiệt hơn được mất với mọi người. Đâu phải có vũ cảm thì ta say mê nhiều đâu gì, có nhiều có làm nhiều việc làm cũng ai chứ. Thân lao tìm tới ánh đèn, rồi ta là đâu phải vũ cải là nhận ra vũ cải hiếm hơn dừa dèo. Tuổi xuân tàn, vũ cải mới được vừa rồi là được nhiều. Cuộc đời là chưa hợp tan, nhân duyên thành mãn cũng phải tàn. Từ biển ra đi trên đường vắng, một mình ôm trọn niềm xưa nay. Cái nào mà ví dụ mình lắm mối rồi mình chọn nó thấm rồi đó, mình nhắm coi nó thấm rồi đó, mình lấy lên, mình để nó khô, mình bỏ vô ngăn mát. Dưa leo thì thấy thường có hơn là củ cải. Cuộc đời là giấc mộng đêm, đôi khi cảm giác cô em liền, còn lại lo âu và tính toán. Hiện tại tương lai có những gì? Cuộc đời là giấc mộng say, đôi khi mong ước giữa ban ngày, còn lại vô có muốn nữa là xong rồi đấy ha. Thiệt hơn được mất với mọi người. Ta say mê trong cõi mộng phù du như con cái rau quả mà hôm qua mình xin về đó, làm giờ làm xong rồi dư ra cho được 18 gia đình nữa. Thì để dưa leo với củ hoa một bịch bịch vậy nè. Cuộc đời là chưa có dưa leo có củ hoa. Nhân duyên thành mãn cũng phải cái này là cho riêng nữa. Tôm thì cho mấy đứa nhỏ, còn rau này thì cho cha mẹ chiều nay ta dặn xuống nữa này không biết chiều nay có cái gì này. Một mình ôm tròn nghiệp xưa nay thì cho cái gì là lấy cái nấy không. Từ biển ra đi trên đường vắng, một mình ôm trước này là để mấy cái rau cải nè. Một mình ôm tròn nghiệp xưa trong này nó bốn mấy đó, còn dư ở ngoài là mười mấy, mười mấy hạt nữa. Để coi chút nữa đứa để sao chút tính. Bữa nay hộp cơm không đẹp. Dương chứ nè. Được mấy, 50 không? Bữa nay đi đi phát cơm ở bên Ác Tức. Mà bây giờ mình chạy đường núi, cái xóm
xóm trong hẻm núi trước. Tại vì nếu mà cho mấy cái xóm kia trước á, thường là rau củ quả nó không tới, nó có mười mấy phần mà mình đem vô trong làng ở An Tức trước là đám mười hẻm núi. Ở đây là khu du lịch Tà Phạ.